Xin mến chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý của DVH Audio nha. Hôm nay thời tiết Hà Nội rất là đẹp trời các bác. Và thường là như vậy, những cái ngày đẹp trời là những cái ngày bán hàng, đặt hàng. A dây 40, 3 đôi về Vĩnh Bảo Hải Phòng đây. Và trong cái tiết trời phải nói là mùa xuân Hà Nội hôm nay nắng đẹp như này thì các quý vị khán giả cũng tích cực đi mua loa hơn. Đây đang test loa A dây cho mấy bác đây. Chú kép với cả A dây đây. Chú kép với cả A dây nhà em này đang test A dây 30 JBL lắp củ 2262, hai tầng côn này, con đấy rất là đẹp và thời gian vừa qua đã được rất là nhiều các bác ưa chuộng và tin tưởng đặt hàng bên DVH. Phải nói là những cái ngày này, những cái ngày đầu năm ở bên em bán được rất là nhiều hàng luôn. Phía dưới là xúc kép 50, phía dưới là xúc kép 50 củ Nelvi côn 125 của em, quánh cũng tưng bừng khói lửa luôn. A dây cả thanh dây trắng rất là đẹp nhá, thanh dây trắng rất là đẹp. Con bên này thì là A-Zay 40. Đây là A-Zay 40 nhá, không phải A-Zay 30 đâu con. Đây này. Đây là A-Zay 40 này. 3 đôi về Vĩnh Bảo Hải Phòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời tiết Hà Nội rất là đẹp các bác. Thời tiết Hà Nội đẹp như thế này mà không bán được chạy hàng là thôi chết dở rồi. Đấy, có nắng rồi, hơi có nắng rồi nhưng mà vẫn chưa tan hết sương. Hôm nay là thời tiết ấm áp, mát mẻ cực kỳ luôn. Đang test nhạc cho con đang xem thời gian gần đây thì rất là nhiều bác đang quan tâm về những cái dòng loa phục vụ sân khấu sự kiện biểu diễn ở bên em. Thì các bác quan tâm về những cái dòng sản phẩm nào thì các bác vui lòng alo trực tiếp nhá. Tại vì nói thật là em cũng bận suốt ngày, cũng không có nhiều thời gian để mà trả lời tin nhắn. Tại vì nhiều bác nhắn tin xong em không trả lời hết đấy, xong rồi lại bảo là bán hàng kiểu gì mà khách nhắn tin thì không trả lời, thì mong các bác thông cảm. Tại vì mình cũng bận ấy, mình bán hàng suốt ngày, nếu mà các cái việc gì nó không quan trọng lắm thì các bác có thể nhắn tin cho em, còn đâu các cái việc mà nó quan trọng và cấp thiết thì vui lòng alo trực tiếp nha. Đấy, A-Zay 30 dây trắng nghe mà rất đẹp luôn, quá đẹp luôn. Các bác đi làm chỉ cần dựng đứng một quả xúc kép và mỗi bên trồng 3 quả A-Zay này lên đẹp luôn nhá. Thanh niên nào ngáo đá đang dám bị lộ ngược cái em TV. Huân đẹp dai đây, chắc sáng nay Huân để bán được con đẩy rồi. Con đẩy 50 cân. Nặng lắm, anh Khoa ơi, để công nó kênh cùng anh. Không ơi, mày kênh đi, mày thừa sức, mày khỏe, mày kênh đi. Martin 3 tấm. Tụ 4 mi khoảng 3 phút. Nằm dưới tụ thì tụ 4 mi. 5 mi không? Hỏi phân tần á. Hỏi phân tần nó tụ. Phân tần cắt cho tép bằng cái tụ 2.2 thôi. 2.2, 400V. Rạch ra luôn cho các bạn xem con ơi. Đấy các bạn này, cả xúc cả dây này. Bật cả xúc cả dây lên nghe rất phê. Xúc kép 50 từ neo, A dây 30 cũng từ neo luôn. Mấy giờ sáng trước. Vừa hôm qua thì em bán được một cái dàn kéo vào tận trong Tây Ninh rồi các bạn. Xúc đơn với cả hai cặp A dây đơn vào tận trong Tây Ninh. Trong cái tiết trời ấm áp ngày hôm nay phải nói là bán hàng phê thật. Ok nhá, em sáng nay gọi là em hứng em làm một cái clip gọi là giao lưu với các bác một chút vậy thôi, gọi là khoe hàng một chút vậy thôi. Và các bác có nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp cho em Hiếu ở kênh DVH nhá, để được tư vấn và được đặt hàng các bác nhá. Em xin phép em dừng lại clip tại đây để em tiếp tục em tiếp khách thôi. Sáng ngày ra mà mấy bác đến xem bao giày này là vui vẻ rồi, bán được hàng là rất là vui các bác nhá. Ok, chúc các bác có một ngày mới làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau ạ. Và đừng quên ấn đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.